Xin chào Audi HD, xin kính chào toàn thể quý vị, các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc. Tiếp tục đến với video clip ngày hôm nay, em xin giới thiệu với toàn thể quý vị, các bạn cùng anh chị em trên toàn quốc một trong những cái thiết bị mà có một cái tính năng sử dụng rất chi là hữu ích, rất chi là tiện dụng và có một cái tính năng an toàn rất chi là cao cho tất cả các cái sản phẩm, các cái thiết bị điện trong gia đình nhà mình, đặc biệt là các cái bộ dàn âm thanh nghe nhạc và hát karaoke từ gia đình, phòng hát, sân khấu chuyên nghiệp, tổ chức sự kiện ngoài trời. Thì về cái thiết bị này thì em xin giới thiệu tổng thể qua nó về cái tính năng sử dụng nó như sau. Cái thiết bị này thì nó được gọi là cái bộ quản lý nguồn điện, hệ thống quản lý nguồn điện. Là với cái thiết kế là của cái hệ thống quản lý nguồn điện này là nó được thiết kế là một cái dây nguồn tổng vào. Anh chị em nhìn này, cái dây nguồn tổng vào nó được thiết kế là cái dây cáp nguồn rất to, rất chi là to luôn. Dây cáp nguồn này nó tầm khoảng độ 2x6, dây 2x6, và cái ổ cắm cũng rất chi chắc chắn. Khi mà anh chị em cắm vào thì là trên cái thiết bị này là nó sẽ có một báo, một cái báo đèn power, đèn xanh này. Là cái đèn này là đèn báo xanh ở cái thể trạng tắt chờ, là anh chị em muốn sử dụng thì là bật cái công tắc nguồn này lên. Đây công tắc đang ở chế độ off, em bật chế độ on. Khi bật cái công tắc nguồn này lên thì cái thiết bị này nó sẽ được hoạt động như sau. Toàn bộ hệ thống vi xử lý ở bên trong mạch của cái thiết bị này nó sẽ hoạt động và nó sẽ đóng điều khiển để đóng cho tất cả là từ 1 đến 8. 8 cái ổ cắm vào 1 và ra 8 cái ổ cắm. 8 ổ cắm anh chị em có thể cắm bất cứ một cái thiết bị nào. Tất cả các thiết bị có thể cắm vào đây được. Và cái dây le sẽ điều khiển thứ tự là từ 1 đến 8 đây. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 cái ổ cắm và 8 cái thiết bị này thì được báo thêm đó là 8 cái đèn đỏ. 8 cái đèn đỏ thì tương ứng với cả cái hệ thống đèn và con số thứ tự đằng trước, thì đằng sau này nó sẽ có như này. Đằng sau rất đơn giản này, đằng sau là 8 ổ cắm, anh chị em nhìn. 8 ổ cắm nhé. 8 ổ cắm này là cái ổ, tất cả cái ổ cắm này được thiết kế là cái ổ cắm đa năng. Anh chị em có thể sử dụng tất cả các loại ổ cắm trên thị trường để cắm vào cái ổ cắm này. Tất cả các phích cắm trên thị trường nhé. Tất cả các phích cắm trên thị trường cắm vào ổ cắm này rất chi là chắc chắn và rất chi là khỏe và an toàn, rất an toàn. Cái này được thiết kế là rất chi là dày dặn. Nói về cái bộ quản lý nguồn điện thì anh chị em cũng biết rồi. Cái hàng này thì được sản xuất và đưa vào sử dụng ở các nước trên thế giới rất chi là lâu đời rồi. Và đến Việt Nam thì nói về Việt Nam thì chắc là một vài năm gần đây thì người dân Việt Nam mới sử dụng. Thì người dân Việt Nam sử dụng thì đa số là các cái hàng mới nhập khẩu về và là hàng được đặt để lắp ráp trong nước, thì tất cả những cái hàng đấy là nó có cái thiết kế cũng rất chi là đơn giản và cũng bình thường. Nói về cái tính năng an toàn sử dụng thì nó không thể được cao cấp như cái thiết bị này. Cái hàng này là hàng của hãng VOS với model là R3930. Hàng này là hàng bãi anh chị em nhé. Hàng bãi được sản xuất tại nước ngoài và hiện đang có mặt tại nhà em là nó còn ở cái tình trạng rất chi là đẹp và rất chi là mới. Toàn bộ linh kiện bên trong được thiết kế sản xuất sử dụng rất chi là an toàn luôn. Rất chi là an toàn và linh kiện rất chi là cao cấp luôn. Rất đẹp. Đấy, khi anh chị em cắm tất cả các thiết bị vào cái bộ quản lý nguồn điện này, anh chị em bật lên, nó sẽ được điều khiển bằng cách là đóng từng dây le cho từng thiết bị một hoạt động. Đấy, và khi anh chị em không sử dụng nữa, anh chị em có thể tắt một cái công tắc này đi. Tắt cái công tắc đằng trước này. Khi tắt đi anh chị em lưu ý nhé, là nó sẽ lần lượt cái hệ thống điều khiển nó sẽ ngắt dây le từng thiết bị một, là nó sẽ ngắt ngược lại là từ 8 về đến 1. Và khi bật lên là nó sẽ đóng từ 1 đến 8, anh chị em nhé. Rất chi là hay và rất chi là an toàn luôn. Đằng trước này nó có một cái ổ cắm nai ra. Ổ cắm số X này là chia nai ra tất cả các thiết bị khác và anh chị em có thể sử dụng không qua cái hệ thống điều khiển này nhé. Có 9 ổ cắm nhưng mà 8 ổ cắm là qua cái thiết bị điều khiển này. Và còn cái ổ cắm đằng trước này là ổ cắm nai thẳng ra, không qua cái thiết bị điều khiển, rất chi là tiện anh chị em nhé. Và anh chị em có nhu cầu sở hữu về cái sản phẩm này thì liên hệ trực tiếp với em Trinh Trang Audi HD, địa chỉ quốc lộ 38, Cẩm Hưng, Cẩm Giàng, Hải Dương. Điện thoại 0967 697 999 và 0976 757 899. Em nhận ship hàng toàn quốc theo địa chỉ yêu cầu, bảo đảm uy tín chất lượng.